Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bài số 6, tu mau kẻo trễ một. Thưa các vị đồng tu, đời hạ ngươn sắc qua đi, tức là những chúng sinh độc ác, thân người tâm địa ngục sẽ không còn cơ hội tiếp tục kiếp sống mà đến hồi phải trả nghiệp theo tâm mà họ đã gieo. Những dấu hiệu của đời hạ ngươn đều hiển bày ra cho chúng ta thấy, để cảnh báo chúng ta, đó là cảnh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn liên tục không dứt, cho đến khi chúng sinh độc ác không còn nữa. Cho nên, nếu biết tu tập ngay bây giờ, chuyển hóa tâm địa ngục thành tâm giải thoát, thì các tai ác kia sẽ không đến và chúng ta có cơ hội bước qua đời thượng ngươn, gặp gỡ các vị hiền thánh, học hỏi và tu hành cho đến ngày giải thoát viên mãn. 2. Người tu chuyên tâm nơi sự giải thoát, chớ đắm say sáu trần vì sự đắm say này gây ra nhiều khổ đau và lầm lỗi không chỉ trong kiếp hiện tại mà còn nhiều kiếp về sau. Vấn đề sinh tử chưa được giải quyết thì không nên bàn chuyện gì khác nữa. Một mai thân hoại mạng chung, tùy theo nghiệp mà chúng ta thọ báo, nên sớm lo tu hành, một lòng hướng Phật, sống vui trong hiện tại, thì đây mới là những việc đáng làm. 3. Đời người rất ngắn ngủi, thời gian thấm thoát trôi qua, mái tóc xanh ngày nào nay đã trắng xóa, giây phút chia lìa cũng gần kề, mà chúng ta cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Thay vì lo lắng những chuyện như vậy, trong khoảnh khắc này đây, chúng ta hãy niệm giới, niệm định, niệm tuệ. Không có gì đẹp bằng việc gìn giữ giới luật, không có gì đẹp bằng chuyên tâm hành thiền và không có gì đẹp bằng trí tuệ giải thoát. Nên khi còn đủ sức, chúng ta hãy nhắc nhở bản thân không bao giờ sao nhãng việc tu hành. 4. Thì giờ rất cấp bách, sám hối quay đầu là bờ, tu mau kẻo trễ vì đời thượng ngươn sắc đến, tức là đời hạ ngươn sắc diện tận. Người không lo tu sẽ bị đào thải và chỉ có người tu ở lại, nên nếu không lo tu thì uổng một kiếp người và uổng cả kiếp mà mình đã dày công tu hành để được làm người. Thời kỳ đại xá của vũ trụ càn khôn, của luật nhân quả, nên chỉ cần biết tu hành thì chắc chắn những nghiệp bất thiện sẽ mỏng dần và không còn nữa, con đường giải thoát từ từ rộng mở. Bất cứ tại gia hay xuất gia, nếu tu hành chân chính thì sớm muộn gì cũng thành tựu đạo nghiệp. Vì vậy, xin đừng đắn đo, đừng chần chừ, đừng do dự, đừng nghi hoặc, hãy sớm trở về với bản tánh thanh tịnh của mình. 5. Con người từ lúc còn trẻ, có gia đình rồi đến nuôi con cái, trong cuộc sinh sống phải chịu biết bao là nỗi khổ nhọc đắng cay. Khi hơi thở đã tàn thì gia đình, tiền của, tất cả đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp mà đi. Bậc hiểu rộng thấy xa, phải sớm thành tâm tu hành, mỗi ngày sáu thời đều miên mật không được sao nhãng. Bao nhiêu khổ đau của sinh tử đã kinh qua thì bây giờ hãy biết chấm dứt nó, đừng dính mắc điều gì nữa cả, đừng như con tằm tự xây cái kén nhốt mình vào trong. 6. Chúng ta ở trọ tấm thân này, đến lúc nào đó phải rời bỏ quán trọ, đường xa vạn dặm, khách bộ hành dừng chân ngơi nghỉ nơi quán trọ bên đường, ở đó mọi người có cơ hội gặp nhau. Trong giờ phút ngắn ngủi họ chuyện trò thăm hỏi rồi kết thân nhau, nhưng cũng có kẻ trở thành thù nghịch nhau, nhưng cuối cùng rồi thì cũng đường ai nấy đi. Phan Văn Sang, 2011. Có lúc chúng ta trọ vào cõi trời hay cõi người, có lúc trọ cõi ngạ quỷ hay súc sinh, có lúc trọ vào cõi địa ngục, nhưng dù là cõi nào, chúng ta vẫn chưa giải thoát, mà chưa giải thoát thì phiền não vẫn còn. Vậy còn điều gì khiến chúng ta chưa chịu giải thoát? 7. Đời hạ ngươn này, bất luận chúng ta tu phước hay tu huệ, tu giới hay tu định, Di Lặc sẵn sàng độ kẻ ấy được hoàn toàn giải thoát. Lời nguyện này được thực hiện không phải với một, hai hay ba chúng ta mà tất cả chúng ta, chỉ cần chúng ta biết tu hành. Tu hành không phải là cạo đầu, khoác áo cà sa, vô chùa rồi tu, mà tu là sửa, là chuyển hóa những khổ đau và hành những điều tốt đẹp, để hạnh phúc và an toàn hơn. Dù ở bất kỳ hình tướng nào, bất cứ nơi đâu, bất kể thời khắc nào, chúng ta cũng đều có thể làm được như thế. 8. Trăng có thể rơi, biển có thể cạn, mặt trời có thể tắt, nhưng đường tu hành nhất quyết không được sao nhãng. Thời Di Lạc, mọi người đều tu cả, tổng thống hay thường dân, thương gia hay nông dân, cư sĩ hay xuất sĩ, trẻ em hay người già đều tu. Việc tu hành trở thành thói quen hàng ngày, như ăn cơm hay hít thở không khí. Chúng ta phải luôn ghi nhớ, sống trong hiện tại bình yên tự tâm. 9. Người tu rốt ráo, dù gặp gỡ khách hàng, làm việc trong công sở, nghỉ ngơi hay trò chuyện, đạo tâm của chúng ta không bao giờ rời xa sự tu hành. Cái này gọi là tu trong mọi hoàn cảnh.
chỗ nào cũng là đạo tràng thì thử hỏi có chỗ nào là chỗ không tu. Sinh ra là để tu hành, không phải để làm một điều gì khác, nhất là đừng để thì giờ trôi đi một cách oan uổng. 10. Vậy tu thì tu liền ngay bây giờ, đừng có hẹn ngày mai, ngày mốt hay già mới tu. Người trẻ tu càng giỏi thì phẩm chất hạnh phúc càng cao. Hãy gấp gấp tu mau, kẻo không còn kịp nữa. Đời người vô thường, mạng sống mong manh như giọt sương dưới ánh nắng. Chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào vì bệnh tật bất ngờ, tai nạn giao thông, máy bay mất tích, thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh ác liệt, tên lửa hạt nhân ngày mai không biết trước được. Chỉ có ngày hôm nay, trong giây phút này, chúng ta vẫn còn sống, thì hãy tận hưởng cuộc đời trong hương vị giải thoát bằng thực tập con đường chánh pháp không ngừng nghỉ, vì trong tất cả con đường đẹp nhất, đường tu hành đẹp hơn cả. Nam Mô Hòa Bình Tam Thế Di Lạc Phật. Nam Mô Hòa Bình Tam Thế Di Lạc Phật. Nam Mô Hòa Bình Tam Thế Di Lạc Phật. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。